Tại buổi lễ khai mạc triển lãm Trung Quốc ASEAN lần thứ 20, CAESPO, và Hội nghị Đầu tư Kinh doanh Trung Quốc ASEAN, CABIS, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết rằng sự hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc trong 20 năm qua đã đạt được những bước nhảy vọt đáng kể, vượt xa sự tưởng tượng của bất kỳ ai về hợp tác kinh tế. Mức thương mại song phương giữa hai bên đã tăng từ 78,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2003 lên 975,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, biến Trung Quốc và ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhau và là đối tác đầu tiên quan trọng của nhau trong lĩnh vực đầu tư. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm rãi, cùng với nhu cầu hợp tác gia tăng, ASEAN và Trung Quốc cần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư hơn bao giờ hết. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu việc thương mại song phương phát triển một cách cân đối và bền vững, đưa ASEAN trở thành đối tác thương mại đầu tiên của Trung Quốc đạt mức 1.000 tỷ đô la Mỹ. Các bên cần tiếp tục mở cửa thị trường của họ, ký kết các thỏa thuận tự do thương mại ở mức cao nhất và xây dựng kết nối giữa các vùng về vật liệu, sản xuất và tiêu dùng. Việt Nam mong muốn cùng với Trung Quốc và ASEAN hoàn thành các cuộc đàm phán để nâng cấp phiên bản 3.0 của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc và nâng cấp hạ tầng kết nối giao thông. Việc thử nghiệm các mô hình cửa khẩu biên giới thông minh cũng cần được mở rộng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu về thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch của cả doanh nghiệp và nhân dân. Thủ tướng Chính nói rằng các bên cần thúc đẩy các mối kết nối chiến lược cho sự phát triển của hạ tầng, trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng ở ASEAN đang cao. Ông cũng yêu cầu tăng cường kết nối hạ tầng giao thông và mở rộng kết nối ở cả ASEAN và Trung Quốc để đưa hàng hóa của ASEAN đến các khu vực như châu Âu hoặc Trung Á.